Kính thưa quý vị, tờ Nhân dân Nhật Báo đưa tin Trong tổng số những cây cầu cao nhất và dài nhất thế giới rằng Thì Trung Quốc chiếm hơn một nửa Trong đó, cầu sông Bảy Phan tại tỉnh Quý Châu là cầu cao nhất thế giới Với chiều cao tương đương với một tòa nhà 200 tầng Và cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới Với chiều dài 55 km Vì nó kết hợp các cây cầu, đảo và đường hầm thành một cấu trúc duy nhất. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao nằm ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, gần khu vực Linh Đinh Dương. Nó nối Trung Quốc với Hồng Kông ở bờ biển phía đông và nối Trung Quốc với Chu Hải và Ma Cao ở phía tây. Cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao mất 14 năm để xây dựng, từ khi thiết kế đến khi hoàn thành và nó chính thức được thông xe vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Tổng vốn đầu tư của cây cầu là 126,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 439.000 tỷ đồng. Kể từ khi được thông xe, cây cầu không được sử dụng nhiều như ước tính ban đầu. Theo trung tâm kiểm soát của cầu Hồng Kông Chu Hải Macau, có khoảng 2.300 lượt xe qua cầu sau 13 giờ hoạt động, trung bình 177 xe mỗi giờ so với cầu Nam Sa được thông xe vào ngày 2 tháng 4 năm 2019, lưu lượng phương tiện trung bình trên 2.200 lượt xe mỗi giờ, gấp 12 lần so với cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao. Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020, lưu lượng giao thông trung bình của cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao đã giảm xuống dưới 400 phương tiện một ngày. Trong khi đó, vào ngày 1 tháng 5 2020, lưu lượng giao thông của cầu Nam Sa là khoảng 205.800 phương tiện. Lưu lượng xe gấp 514 lần so với cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao. Vậy, tại sao lưu lượng giao thông của cây cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao lại kém như vậy? Lý do đầu tiên là tình trạng kiểm soát chặt chẽ của ba chính phủ. Như chúng ta đã biết, Chu Hải là một thành phố nội địa Trung Quốc, và Hồng Kông và Ma Cao là đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Giao thông xuyên biên giới giữa ba nơi này mang tính chất xuất nhập cảnh và yêu cầu thông quan nghiêm ngặt. Do đó, cầu Hồng Kông Chu Hải Ma Cao chỉ cho phép các biển số xe được chấp thuận của quốc gia đó đi qua. Tuy có hàng chục nghìn chiếc ô tô được cấp phép qua cầu, nhưng tất nhiên những phương tiện này không chạy qua cầu mỗi ngày, nên làm cho lưu lượng xe trên cầu thấp. Theo Channel Daily, giám đốc điều hành của đặc khu Hồng Kông là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận rằng không có nhiều xe Hồng Kông sử dụng cây cầu này. Bà Lâm nói trong một cuộc họp báo rằng chính phủ Hồng Kông lo ngại rằng nếu nhiều xe ô tô địa phương được phép sử dụng cây cầu con đường duy nhất đến sân bay đường cao tốc bắc lan tàu sẽ trở nên tắc nghẽn bà lâm cũng tuyên bố rằng với không gian đô thị hạn chế của hồng kông thì việc cho phép thêm ô tô từ trung quốc đại lục vào hồng kông qua cây cầu là không khả thi thứ hai có nhiều cách để đi từ chu hải đến macau không nhất thiết phải đi qua cầu này ngoài ra cũng không có nhiều người có nhu cầu đi từ chu hải đến hồng kông tưởng chí vĩ người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Trung Quốc, Hồng Kông, Block Ma Chao, nói với Channel Daily rằng cây cầu có nhiều rào cản nên nhiều hãng vận tải thích gửi hàng bằng đường biển hơn, còn hành khách thông thường thì thích dùng phương tiện công cộng, chẳng hạn như phà nên ít người sử dụng cầu. Chính phủ Trung Quốc có lường trước được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự thành công của dự án không? Hay họ đã biết nhưng lại phớt lờ chúng? Mời quý vị cùng tôi, chúng ta cùng khám phá câu chuyện về một cây cầu khác để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sông Áp Lục nối các thành phố Đan Đông ở Trung Quốc và Sinuchu ở Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đã đầu tư hơn 2,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 ngàn tỷ đồng, xây cây cầu dây văng dài 3 km để bắt qua con sông này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng cây cầu vào năm 2014, nhưng việc khánh thành cây cầu đã bị hoãn lại từ tháng 10 năm 2014 đến vô thời hạn. Lý do là Bắc Triều Tiên chưa xây dựng các tòa nhà để làm thủ tục thông quan và các con đường dẫn đến cây cầu vẫn chưa được hoàn thiện. Thực ra thì không có bất kỳ một con đường hoặc cơ sở hạ tầng nào khác xung quanh cây cầu ở phía Triều Tiên. Ở đó chỉ là một cánh đồng đất. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên bận rộn với một số dự án xây dựng lớn của họ, bao gồm sân bay quốc tế mới của thủ đô và các dự án nhà ở cao cấp. Ngay từ đầu, Trung Quốc có vẻ quan tâm đến cây cầu nhiều hơn phía Triều Tiên. Trung Quốc dự định xây cây cầu này để nối thành phố Đan Đông và khu phát triển công nghiệp, đặc biệt Sinuchu của Triều Tiên, và từ đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế của thành phố Đan Đông và thúc đẩy xuất khẩu với nước láng giềng. Nhưng ước mơ đó còn lâu mới trở thành hiện thực. Mọi hy vọng về một cây cầu bắc qua, hai nước đã tan thành mây khói khi Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa. Vào ngày 2 tháng 3, 2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn hơn đối với Bắc Triều Tiên. Lệnh trừng phạt cũng cấm các nước cung cấp nguyên liệu hàng không cho Bắc Triều Tiên. Vì từ các nguyên liệu này, họ có thể dùng để thực hiện một vụ thử nghiệm khác. Chỉ 6 tháng sau lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm. Nó như khoét sâu thêm nỗi đau của Trung Quốc. Mặt khác, các nhà phân tích nước ngoài cho rằng việc trì hoãn dự án cũng có thể cho thấy sự cảnh giác của Bình Nhưỡng đối với ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh. Vì trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng ngày càng trở nên cô lập với các quốc gia khác về chương trình hạt nhân, hồ sơ nhân quyền và các vấn đề chính trị khác nên họ dường như chỉ buôn bán với Trung Quốc và Nga. Tờ AP của Anh dẫn lời ông Hajime Izumi, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Shizuoka của Nhật Bản. Ông cho biết, Bình Nhưỡng có thể đã suy nghĩ lại về mối quan hệ với Bắc Kinh. Bình Nhưỡng có thể đang xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn là đôi bên cũng có lợi. Cũng có khả năng là Triều Tiên đang chờ Trung Quốc rót thêm tiền vào dự án. Hiện giờ, cây cầu đã bị bỏ hoang. Phía cầu bên Bắc Triều Tiên bây giờ trông giống như một cánh đồng, trong khi phía Trung Quốc thì rào dây thép gai. Và đến đây, Mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.